chào mừng mọi người đã đến với kênh hào tiger hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương hùng đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha hôm qua mưa gió rất to không biết có vị đạo hữu nào gần nhà adi đang đậu kiếp dư chấn sót lại làm cho một số cây xanh rung chuyển và ngã gãy xuống làm rứt luôn cả đường dây điện Do tình huống quá bất ngờ nên Adi không kịp trở tay và tất cả thiết bị không có điện nên hôm qua Adi không thể làm được video. Nhưng các bạn cũng đừng lo, hôm nay đang muộn nhưng do gom lại của ba ngày nên video sẽ dài hơn. Nghe chuyện nhớ cho Adi một like để có động lực nhé các chiến hữu. Lúc này đang ở trong phạm vi bao phủ của Thái Hư Thần Hào, liền dễ dàng bị chất lòng dày đặc dính vào tứ chi, nhục thân cảm thấy vô cùng chậm chạp, coi như là bước thứ 9 đế chi bất hủ ở trong đó cũng là khó đi. Tất nhiên, việc thi triển hư ám trọng cảnh đồng dạng tiêu thụ một lượng lớn năng lượng với lại cũng không thể duy trì quá lâu nhưng đối với cơ đông đông chỉ cần có thể đảm bảo rằng nàng trở lại thái hư thần hào là có thể dưới ánh mắt cơ đông đông nhìn soi mói thân ảnh thon dài của tiêu viêm vẫn thẳng tắp không thể nhìn ra có bị ảnh hưởng hay không cơ đông đông ngay lập tức bay về phía thái hư thần hào với tốc độ nhanh nhất khi cơ đông đông quay đầu tìm kiếm hình ảnh tiêu viêm đồng tử đột nhiên co lại một cảm giác xấu tự nhiên phát sinh ta nói rồi đánh người xong liền muốn đi cũng không có chuyện tốt như vậy. Một đạo kình phong khủng khiếp hung hăng chụp về phía Cơ Đông Đông, Bát Hoàng Huyền Trọng xích chứa đựng bất hủ chi lực, mạnh hơn bất kỳ tiêu viêm nào trước đây. Bản thân tiêu viêm này hoàn toàn không phù hợp, bởi vì lúc này trong cơ thể tiêu viêm ẩn chứa một giọt tinh huyết của tôn thượng, chỉ cần một giọt tinh huyết đã có tiềm năng vô hạn. Đương nhiên, tất cả những bố cục này đều là nữ hoàng an bài. Thái Hư cho rằng tôn thượng đã ngã xuống từ lâu, sự thật này đã lan truyền khắp cửu giới, một thế hệ kiêu hùng mặc dù đã ngã xuống, nhưng đã cách gần 100.000 năm, tái xuất cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cho nên hiện tại muốn làm, chính là phải để cho Thái Hư cảm thấy, cái tôn thượng đã từng không ai bị nổi kia, đã chuyển thế trở về. Vua! Một tiếng nổ lớn, ngay cả cơ đông đông cũng không kịp phản ứng, toàn bộ thân hình gặp trọng kích, từ viêm trọng thức liên tục nổ tung, sau đó gắt gào chống lại cơ đông đông. Hai thân ảnh hóa thành một cây cầu vồng dài trong hư không, sau đó va chạm mạnh vào Thái Hư thần hào, trong lúc ầm ầm lại là đem vị trí va chạm lõm xuống một màng lớn, nhưng kết cấu lại cứng rắn dị thường, cái này được không xuất hiện bất kỳ mảnh vỡ nào. Tạo nghệ của Thái Hư trên Minh Hà khoa kỹ quả thật là một đường tuyệt trần, đừng nói là thần hy, thế giới khác cũng khó có thể so sánh với bọn hắn. Tiêu Viêm lúc này đè cơ đông đông dưới thân, sự lưng vào Thái Hư thần hào, vẫy vẫy bát hoàng huyền trọng xích trong tay, một thước một thước hùng hăng liên tục đập xuống, khiến Tiêu Viêm kinh ngạc chính là trên người cơ đông đông mặc trọng hải này, lực phòng ngự cao bất thường. Dưới trọng kích của tiêu viêm, áo giáp của nó chỉ xuất hiện biến dạng, nhưng mức độ biến dạng của nó không phải là cường điệu, thậm chí không thể làm tổn thương bản thể cơ đông đông bên trong áo giáp. Đúng lúc này, cơ đông đông oanh một tiếng, vô hình đà kích đẩy tiêu viêm ra, đứng dậy đồng thời xuất hiện một thanh bá đao cao ngất ngưỡng, một đao bọc lấy kình phong khủng bố, hai tay cầm đao hung hăng bổ về phía tiêu viêm. Tiêu viêm đối mặt với một chảm gầm rú. Ngay lập tức vẫy bát hoàng huyền trọng xích đối đầu với nó. ầm ầm khoảnh khắc vũ khí trong tay hai người va chạm ngay cả trong hư vô có thể nhìn thấy một vòng gợn sóng năng lượng dao động rõ ràng khí tức kỳ quặc tại sao lại có chiến lược mạnh mẽ như vậy cơ đông đông không thể nhìn thấy tiêu viêm khí tức không có khí tức của thần chi bất hủ nhưng một cú đánh hoàn toàn không thua kém bất kỳ thần chi bất hủ nào với lại cảm giác còn là một vị thần chi bất hủ cường đại thập nhị thiếu chủ của thái hư liều lĩnh như vậy không đáng kể mục đích gì tính mạng đều phải lưu tại nơi này trong khoảng thời gian này xóa đi bao nhiêu sinh linh của thần hy các người thái hư đều phải trả giá. Tiêu viêm trầm rộng quát. Ta thừa nhận ngươi có vài phần thực lực, mới vừa rồi vẫn chưa từng đánh trả, chẳng lẽ người cho rằng ta là hồng mềm, để cho người tùy tiện bóp sao? Cơ đông đông tức giận hừ lạnh nói, cầm bá đao khí thế hung hãn. Xem ra ngươi có chút tự tin mù quáng, chạy đến bây giờ cũng không thể chạy trốn, chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được sao? Tiêu viêm nói xong biểu tình lạnh nhạt, trong lúc nói chuyện trọng thức chấn động, lực lượng cường đại chính là quét ra, trực tiếp đem bá đao của cơ đông đông bắn ra, trong mắt ta thái hư các người chỉ giống như con kiến cũng giống như trước đây lần này sẽ khiến thái hư các người quay trở về tiêu viêm một thức rào thét mà đi đồng thời bàn chân của hắn bước ra bảy bước liên tiếp tiêu viêm chưa bao giờ cảm thấy có thể dễ dàng thi triển chấn thần thất đạt như vậy giữa không trung bảy bóng chân đạo đạo ngưng tụ vô cùng giống như chân thật ẩn chứa kinh dị lực lượng quét xuống cơ đông đông với áo giáp mặt trên thực tế biểu hiện trên khuôn mặt của nàng đã mất kiểm soát từ lâu nàng nhớ dấu ấn lấp lánh trên lông mày tiêu viêm xâm nhập thần hy những bài học này vẫn phải biết người nam nhân này chẳng lẽ là tà tôn ngã xuống trong tin đồn đây là phản ứng đầu tiên của cơ đông động có thể nhìn vào chấn thần thất đạp tại thời điểm này nàng đã ngạc nhiên một lần nữa chấn thần thất đạp là đấu kỹ nổi tiếng của tôn thượng cũng là đấu kỹ thường xuyên được thực hiện mặc dù thực lực của cùng một tin đồn khác nhau rất nhiều có thể bây giờ có vẻ như chấn thần thất đạp cũng là thật chẳng lẽ nam từ này chính là tôn thượng thiên nhân phủ từng nói bắt được tôn thượng chuyển thế, xem ra đám phế vật kia nhất định là thất bại, vũ khí là cự xích. Mặc áo đen, dáng vẻ cơ bản ngược lại cùng thiên nhân phủ nói không khác nhau bao nhiêu, có lẽ người này nhất định là tôn thượng chuyển thế. Cơ đông đông giờ phút này trong nội tâm rung động, cùng lúc này, nàng đã đem chính mình biết truyền vào trong áo giáp, hôm nay nàng muốn rời đi e rằng không dễ dàng, trong khoảnh khắc vừa rồi chấn động, cơ đông đông cảm thụ đã đến sự chênh lệch rất lớn trên lực lượng hai bên tiếp tục chiến đấu nàng nhất định phải chết không thể nghi ngờ ngoài ra có một số thần chi bất hủ chưa từng hiện thân về phần hư thực không cách nào dò xét vì vậy ý tưởng duy nhất của cờ đông đông bây giờ là trốn thoát sau khi thử liên tục cờ đông đông đã thất bại tất nhiên có thể trở thành thái hư đại thống và trước mắt này là một thái hư thần hào tráng lệ như vậy nếu không có một chút át chủ bài tự nhiên là không thể nào nói nổi tất cả thái hư chiến sĩ nghe lệnh tất cả đều xuất động giúp ta treo cổ người này Cờ đông đông quát lớn một tiếng chỉ thấy thân ảnh rậm rạp trong thái hư thần hào chen trúc mà ra, số lượng mênh mông khó có thể đoán được, đều là mặc hư thần khải giáp, chật như nêm cối đem tiêu viêm vây quanh. Hình ảnh của cơ đông đông nhanh chóng bị bao phủ bởi nhiều người, ý tưởng của nàng tiêu viêm đã nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước đây là muốn trốn thoát, nhưng tại thời điểm này nàng muốn trốn thoát ý tưởng đã bắt đầu điên cuồng, tình hình trước mắt cơ đông đông phát hiện không đúng. Hư! Đúng lúc này, một thân ảnh bạo phát sông đến, không nói hai lời, trực tiếp kích nổ hư thần khải giáp, cũng kích nổ chính mình. Thái hư đều là tử sĩ, chỉ cần cơ đông đông ra lệ một tiếng, lúc này vô số thân ảnh đều sẽ trong nháy mắt lao ra, bất chấp thân tử tự bạo cũng phải ngăn cản tiêu viêm. Oanh oanh oanh, càng nhiều thân ảnh chống lại chấn thần thất đạp của tiêu viêm, khi đến giới hạn sẽ tự nổ tung, thái hư theo cách này cứng rắn tấn công tiêu viêm tiêu. Viêm biết rằng những thái hư chiến sĩ không có linh hồn này, trông giống như những người bình thường, có ý chí thể hiện tất cả được tạo ra bởi thái hư, Vâng lời vô điều kiện là thiết luật ưu tiên hàng đầu trong ý chí. Cờ đông đông bị bao vây bởi một đám người, đã không còn nhìn thấy thân ảnh của tiêu viêm, nhưng thậm chí không động thân, chỉ thấy vô số thái hư chiến sĩ hình thành bức tường của con người trong nháy mắt tan rã, trong mắt cờ đông đông thấy được một vòng lôi quang. Cờ đông đông ngay lập tức vung một đao về phía hư vô không có gì trước mặt, nhưng ngay lập tức, chính là oanh một tiếng. Hai thân ảnh lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau, bát hoang huyền trọng xích bốc cháy lề diễm, cùng va chạm bá đạo khoảnh khắc lan rộng, xung quanh hư vô bị bao phủ bởi biển lửa của tiêu viêm mặc dù lúc này trong cơ thể tiêu viêm có tinh huyết của tôn thượng làm lực lượng trèo trống nhìn thực lực của hắn thực chất vẫn dừng lại ở đế trì bất hủ bước thứ tư có được sức và điều kỹ càng không thể so sánh với lúc này cho nên khi giao chiến thủ đoạn có vẻ khó tránh khỏi xa lạ chỉ có điều các đông đông vẫn chưa được phát hiện trong cuộc đối đầu ngắn ngủi này nàng cũng khó phát hiện ra bởi vì tiêu viêm từ đầu đến cuối lực lượng hoàn toàn nghiền ép nàng thậm chí thi triển hư ám trọng cảnh trăm vạn trọng áp cũng không thể ngăn chặn tiêu viêm cộng với sự gia tăng của cực lôi tốc độ tiêu viêm cực nhanh căn bản không có khả năng để cơ đông đông nhìn thấu tiêu viêm nhưng sự nhật nhạt của thủ đoạn được bổ khuyết bởi lực lượng đủ mạnh người có phải là chuyển thế của tôn thượng cơ đông đông nghi ngờ nhưng không thể xác nhận vì vậy nàng vẫn đang mở miệng để hỏi tiêu viêm tại thời điểm đối đầu để xem nàng có thể nhận được câu trả lời từ tiêu viêm hay không chuyển thế của tôn thượng tất nhiên không phải tiêu viêm cười lạnh lắc đầu trong mắt giờ phút này chính là chưa từng có tự tin cùng ngạo nghễ. Tiêu viêm lực lượng bộc phát, trực tiếp tiếp tục làm cho cơ đông đông bay một lần nữa, giống như trước đây. Nghiền nát cơ đông đông trong tay bát hoang huyền trọng xích tốc độ điên cuồng gầm gừ, làm cho cơ đông đông bận tiêu tích, bởi vì lực lượng mỗi một kích làm xung chuyển con dao bá đạo trong tay nàng. Trọng thước của tiêu viêm liên tục tìm kiếm điểm yếu của cơ đông đông, đập mạnh vào trọng khải của nàng. Mặc dù khả năng phòng ngự của diện khải thuy đủ kinh người, nhưng thực lực của tiêu viêm theo lực lượng tinh huyết tôn thượng trong cơ thể tan ra, lực lượng ngày càng mạnh mẽ, khả năng phòng ngự cao hơn nữa, dưới sự tấn công điên cuồng liên tục này, cũng dần sụp đổ. Sắc mặt cơ đông đông dưới áo giáp đã sớm tím tái bất định, nàng bây giờ bất luận dùng phương pháp gì cũng không thoát khỏi tiêu viêm truy sát, nếu không phải trọng khải trên người, chỉ sợ cơ đông đông sớm trọng thương thậm chí vẫn lạc. Công kích của tiêu viêm nàng căn bản không chịu nổi, không ngừng chống cự cũng giống như châu chấu đá xe, coi như không ít thái hư chiến sĩ dùng tự bạo giúp cơ đông đông chỉ hoãn tiêu viêm có thể đối với tiêu viêm lúc này mà nói ngay cả trăm vạn trọng áp cũng không thể áp chế tiêu viêm lực tự bạo coi như mạnh đến đâu cũng khó có thể ngăn cản tốc độ cực nhanh của tiêu viêm chân đạp cực lôi thân cơ đông đông mặc trọng khải với tốc độ ban đầu khá nhanh tại thời điểm này trong tay của tiêu viêm giống như một món đồ chơi áo giáp trên cơ thể đã trở nên máu mó bắt đầu bị hỏng sụp đổ là vấn đề thời gian làm cho cơ đông đông cảm thấy tuyệt vọng rõ ràng thái hư thần hào ngay dưới cơ thể khoảng cách vạn trượng này chỉ là thời gian mấy hơi thở nhưng chính là thời gian mấy hơi thở này tiêu viêm đều chưa từng cho nàng cơ đông đông lúc này cắn răng một cái trên người đã chuyển đến cảm giác đau đớn chứng tỏ lực phòng ngự trọng khải trên người đã giảm xuống nghiêm trọng toàn bộ cấu tạo bị nó phá hủy nếu không phản kích hoàn toàn bị phá hủy chính là lúc cơ đông đông ngã xuống ngay sau khi cơ đông đông bộc phát với một khí tức cường hoành có thể cảm nhận được sự quy tụ của lực lượng từ thái hư thần hào về phía nàng lúc này liền là hướng về phía tiêu viêm lăng không một chỉ. Hưu Đầu ngón tay một đạo hàn mang gào thét, ngay sau đó hàn mang như mưa rào bao phủ lộ tuyến hành động của tiêu viêm, cơ đông đông bức thiết muốn cùng tiêu viêm kéo dài khoảng cách. Có thể tiêu viêm quá nhanh, ngay cả khi cơ đông đông hàn mang dày đặc, thậm chí đánh trúng tiêu viêm, người kia không có bất kỳ tạm dừng nào, tấn công của tiêu viêm thậm chí còn sắc bén hơn. Là người bức ta, cơ đông đông hét lên một tiếng, lúc này thân hình chậm lại, khí tức tăng vọt đồng thời, đau mạnh mẽ xém ra chỉ thấy toàn bộ hư không một đạo vạn Trượng huyết Quang phóng lên trời quy lực của đao này có thể không tầm thường quy lực không thể nghi ngờ thậm chí thuộc về hoàng cổ dài cấp bậc rất cao vệ sinh chỉ mà lúc này tiêu viêm ngón tay một chỉ lăng không chỉ vào không trung, huyết Quang vạn Trượng hung hãn vô cùng lại chậm lại sau đó nhanh chóng biến mất không thấy phảng phất trong nháy mắt đã bị tiêu viêm hấp thụ nhìn thấy cảnh này đưa tình cơ đông đông dưới áo giáp hoàn toàn cứng đờ nhìn tiêu viêm thân hình thẳng tắp mà thon dài trước mặt chính là cảm giác vô lực mà nàng chưa bao giờ có khoảng cách giữa thực lực làm cho cơ đông đông cảm thấy như một vực sâu hào sâu một khoảng cách rất lớn làm cho nàng không có khả năng hoàn thành thân ảnh tiêu viêm một lần nữa biến mất dưới ánh mắt cơ đông đông mặc dù nàng có thể cảm thấy tiêu viêm khí tức đang đến gần nhưng không có cách nào để ngăn chặn gần như trong trước mắt thân hình của tiêu viêm xuất hiện ở khoảng cách trước người cơ đông đông chưa đầy một cánh tay ngón tay của hắn chỉ thẳng vào cơ đông đông Đạo công kích này ta giúp ngươi tăng cường một phần, cái này liền trả lại cho ngươi." Âm thanh Tiêu Viêm rơi xuống, huyết quang ngút trời gào thét, chỉ có điều rõ ràng là thế công của Cơ Đông Đông giờ phút này lại thay đổi phương hướng. Lập tức bao phủ thân hình Cơ Đông Đông, cùng lúc đó, Tiêu Viêm tỏa ra kim quang, mỗi một quyền giống như xé rách hư không, đập mạnh vào Cơ Đông Đông. Các ngươi đã xóa sạch bao nhiêu giới không cùng ngôi sao, hôm nay tính mạng của ngươi đều không thể rửa sạch linh hồn của bọn chúng nhưng mỗi một quyền của ta đều báo thù cho hàng ngàn sinh linh oan khuất này. Ta không phải tôn thượng chuyển thế. Ta muốn nói với ngươi chính là, ta là tôn thượng, các ngươi thái hư dám đến thần hy, đến một lần liền diệt các ngươi một lần. Tiêu viêm trầm giọng quát, tất nhiên hắn cố ý nói như vậy, bởi vì mục đích của trận chiến này là để cho cơ đông đông cảm thấy, tiêu viêm chính là tôn thượng. Ngược lại đánh giết cơ đông đông mới là sự tình thứ yếu. Trên thực tế, tiêu viêm đã nhiều lần nhìn về phía nữ hoàng, bởi vì tinh huyết của tôn thượng trong cơ thể đang cháy. Tiêu Viêm cảm thấy không thể diễn tả được sự bộc phát lực lượng trong cơ thể hắn. Với lực lượng hiện tại của hắn, muốn giết Cơ Đông Đông quả thực dễ dàng như trở bàn tay. Có thể sở dĩ Chu Toàn đến đây, cho đến bây giờ Tiêu Viêm vẫn chưa thực sự hạ tử thủ giết Cơ Đông Đông, đó cũng là Nữ Hoàng làm ra ăn bài. Bên ngoài Cơ Đông Đông là mối đe dọa lớn nhất của Thái Hư, nhưng trên thực tế những Thái Hư ẩn sâu trong Thần hy là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Bọn hắn giống như một cái gai phát triển trong cơ thể, thời điểm then chốt mới thật sự là nguy hiểm nữ hoàng để cho tiêu viêm làm hết thảy không chỉ để thái hương nghĩ rằng tôn thượng vẫn còn sống sót đồng dạng cũng muốn sử dụng cơ đông đông là mồi nhử để xem liệu nó có thể dẫn đến những thái hương cường giảm mạnh mẽ hơn ẩn trong thần hy hay không hai mục đích bây giờ mục đích đầu tiên nên được cơ bản đạt được trong khi mục đích thứ hai của tiêu viêm vẫn đang cố gắng liên tục thậm chí kiểm soát lực lượng để tránh tiếp tục giết cơ đông đông cơ đông đông có linh hồn là có tư duy độc lập thời sắp chết chưa hẳn sẽ không được ăn cả ngã về không ken -ket dưới hàng loạt công kích của tiêu viêm bộ trọng khải phòng ngự cực mạnh này trên người cơ đông đông cuối cùng cũng đạt đến giới hạn bị tiêu viêm trực tiếp đánh tan một trưởng thò ra ngay cả khải giáp trên đầu cơ đông đông cũng bóc ra lộ ra khuôn mặt tái nhợt bên trong khóe miệng tràn đầy máu tươi đang nhìn chằm chằm vào tiêu viêm với ánh mắt tàn nhẫn dường như không ngờ lại bị tiêu viêm đánh không có sức hoàn thủ thực lực hoàn toàn nghiền ép phi đồ chó hoang thiên nhân phủ lại cho chúng ta tin tức giả nói tôn thượng chuyển thế nhưng chỉ là một phế vật mới đột phá đế chi bất hủ, bọn hắn cũng tính toán thông minh, chính mình không thể giải quyết tôn thượng chuyển thế, chính là muốn mượn tay chúng ta. Người của thần hy các người cũng thật thực sự là âm hiểm độc ác. Cơ đông đông biểu tình dữ tợn, mái tóc màu đỏ của nàng cũng hoàn toàn mất đi tư thế oai hùng, bộ dáng có vẻ chật vật không chịu nổi. Mà cơ đông đông dường như đã từ bỏ phản kháng, một ngụm máu phun ra, sau đó chửi thề. Tiêu viêm nhìn cơ đông đông, người kia cũng ngẩng đầu lên chớp chớp lông mày nhìn về phía tiêu viêm, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng ha ha người không giết ta ta đã từ bỏ phản kháng hiện tại trực tiếp giết ta vì sinh linh thần hy các người báo thù tại sao dừng lại cờ đông đông nói chuyện trong ánh mắt lấp lánh một bộ sáng hoàn toàn không sợ tiêu viêm ha ha ta biết trên thực tế ngay từ đầu thực lực đã hoàn toàn nghiền ép không có trực tiếp mà sát ta là muốn biết lực lượng thái hư của chúng ta trong bóng tối của thần hy các người. cờ đông đông nói với chính mình tiêu viêm từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu hiện trên khuôn mặt nhưng sau khi cơ đông đông nói điều này tiêu viêm trong nội tâm hơi ngưng tụ có thể được an bài đợt thứ nhất tiến vào thần hy thái hư thập nhị thiếu chủ cũng có một chút mưu trí ở trên người đừng suy nghĩ quá nhiều giết ngươi hay không chỉ là trong chốc lát ta chỉ muốn nghe ngươi nói gì ngược lại lần đầu tiên nghe nói thái hư còn có lực lượng ở thần hy trước đây không chú ý dù sao thần hy của ta chưa bao giờ sợ thái hư của các ngươi chỗ tối cũng tốt chỗ sáng cũng được các người dám đến chúng ta chính là dám giết Tại thời điểm này cuộc trò chuyện giữa hai người là thăm dò lẫn nhau, cờ đông đông đồng dạng là để thăm dò tiêu viêm, chỉ có điều tiêu viêm đồng dạng không phải loại lương thiện, trong diễn xuất ít nhiều vẫn có chút nghiên cứu. Chuyện giả heo ăn hổ càng không ít lần. Huống chi giờ phút này trong cơ thể thật sự tồn tại một lực lượng mạnh mẽ, cho nên càng có vẻ chân thực khó tìm được sơ hở. Đối với cơ đông đông, tiêu viêm đã đánh bại nàng với một thủ thuật đơn giản như vậy, theo quan điểm của nàng, tiêu viêm thực sự mạnh mẽ, mà không phải chỉ có những thủ đoạn này. Trên thực tế, đấu kỹ mạnh mẽ mà tiêu viêm có thể thi triển đều cực kỳ hạn chế ngược lại chỉ có một số chiêu thức đơn giản mà chỉ có một vài chiêu như vậy nhưng ngược lại ở cơ đông đông có hiệu quả bất ngờ bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube hào tiger thậm chí làm cho cơ đông đông cảm thấy thực lực của tiêu viêm quá mạnh mẽ đến nỗi ngay bây giờ trực tiếp từ bỏ cùng tiêu viêm chiến đấu thật sao thương bang thế giới một thời cũng của ngạo như các ngươi ngươi có biết thương mang bây giờ thế nào không cơ đông đông hào hứng nhìn tiêu viêm biểu cảm không thể nói được là cười hay điên rồ lộ ra bệnh trạng vặn vẹo thương mang không có vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa ngươi vừa có một bộ thần nguyên thần càng phải rõ ràng cho nên đừng quá tự tin các ngươi trong mắt thái hư chúng ta nếu không có tôn thượng đứng ở đỉnh phong thần hy thậm chí còn không bằng thương mang cho nên đừng quá tự tin tiêu viêm nghe vậy lạnh lùng nhìn cơ đông đông dường như trong mắt cơ đông đông đây là một cuộc đọ sức giữa các thế giới chưa hề cân nhắc qua ngàn vạn sinh linh ở thế gian này nếu thái hư thực sự mạnh mẽ như vậy bây giờ sẽ không rơi vào tuyệt vọng như vậy tiêu viêm cười người chậm rãi mở miệng tại thời điểm này cơ đông đông hoàn toàn có nghi ngờ kéo dài thời gian tất nhiên tiêu viêm càng thêm hy vọng nàng trì hoãn thời gian để xin giúp đỡ từ chiến nơi này lại như thế nào sớm muộn gì thần hy cùng thương mang đồng dạng nhưng nếu thần hy có thể nhường ba cái hư vô hài có lẽ có thể tránh được trận chiến này cơ đông đông nói thần hy có tổng cộng bốn hư vô hài cơ đông đông ngược lại khẩu khí thật lớn trực tiếp muốn thần hy cắt ra ba cái nếu ngươi nói như vậy ta có thể giết ngươi. Sát ý trong mắt tiêu viêm bắt đầu khởi động, lời nói này của cơ đông đông quả thực là để cho tiêu viêm trong nội tâm vô danh hòa sông thẳng lên đầu, lời nói của ngạo như vậy cũng thật dám mở miệng. Giết ta thì thế nào, coi như ngươi diệt thái hư thần hào thì sao, đây đều là những tài nguyên từ thần hy, cuộc chiến này cũng sẽ không vì xóa bỏ ta mà kết thúc, ngược lại. Chỉ có thể đến nhanh hơn, đến lúc đó ta sẽ phải xem liệu truyền thế của tôn thượng này có thể có được thế tâm cao ngạo như vậy hay không mỗi câu nói của cơ đông đông đều tràn ngập giọng điệu khinh thường và miệng mai tiêu viêm nhướng mày thân hình khẽ động một quyền mạnh đấm vào ngực cơ đông đông áo giáp trên người kia cơ bản không có được phòng ngự gì phốc phốc một tiếng một ngụm máu tươi lớn đột nhiên phun ra cơ đông đông nhìn tiêu viêm miệng đầy máu nàng nhếch miệng cười to thậm chí mở rộng vòng tay giống như đặt cược tiêu viêm không dám giết nàng đúng là giết ngươi vô dụng so với ngươi mà nói ta đối với thái hư thần hào này ngược lại càng hứng thú Tiêu viêm nói về phía cái sắt thép khổng lồ này, thần hy tập trung nhiều hơn vào việc tu luyện bản thân, rất ít người chuyên về minh hà khoa kỹ, vì vậy tự nhiên là khó có thể đạt được tiêu chuẩn khủng khiếp như thái hư. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm thái hư thần thị, tất cả đều chứa được nguồn lực mà thái hư đã đoạt được, ánh mắt tiêu viêm đồng dạng khẽ quét qua. Hôm nay người có thể giết ta, nhưng suy nghĩ động vào thái hư thần hào của ta, thần hy các ngươi có thể không có năng lực này. Cơ đông đông trầm giọng nói, dường như hoàn toàn không lo lắng rằng thái hư thần hào sẽ bị thần hy chiếm làm của riêng. Thật sao, ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng ta đoạt nhiều hư thần khải giáp như vậy chính là để hạn chế các ngươi phải không? Trong lời nói của tiêu viêm, chất lỏng màu đen được bao phủ mà lên, một bộ hư thần khải giáp cấp bậc không cao ngưng tụ. Cơ đông đông nhìn thấy cảnh này nhất thời đồng tử đột nhiên co rút, phòng hộ của hư thần khải giáp cấp bậc cực cao, cơ bản không có khả năng vì người khác sử dụng. Nhìn hư thần khải giáp trên người tiêu viêm chính là làm cho cảm giác cơ đông đông luôn cao ngạo khinh thường, cảm nhận được bất an. Những hư thần khải giáp này xác thực là đồ tốt, ngay cả khi không thể kiểm soát cái gọi là thái hư thần hào, nhưng có lẽ những hư thần khải giáp này sẽ hoạt động tốt hơn nếu họ mặc trên người thần hy chiến sĩ của ta. Trong lời nói của tiêu viêm, càng là mi tâm lé lên, lúc này phóng thích ra một đầu thái hư thần thị. Khi nhìn thấy thái hư thần thị, cơ đông đồng cũng hoàn toàn không thể chịu được được. Làm sao có thể? Chuyện không thể nào còn có rất nhiều, người nghĩ rằng thái hư nắm chắc thắng lợi trong tay, không khéo, ta nghĩ rằng thái hư các ngươi không có phần thắng chút nào không tin thử một lần đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều